thế chân quay Alpha, huyền thoại xe số Honda Dream 125 2025 đã về đại lý, lấn át cả Future, giá rẻ. Ngày 12 tháng 9 năm 2024, Honda chính thức ra mắt mẫu xe số Honda Dream 2025 tại thị trường Campuchia. Chỉ sau đó ít ngày, những chiếc Dream 2025 đầu tiên đã có mặt tại các đại lý, xe được mở bán với 3 màu sắc gồm xanh, đỏ và đen cùng mức giá được ghi nhận là 2.699 USD, khoảng 62 triệu đồng. Đáng chú ý, Honda Dream 125 thế hệ cũ đang được các đại lý tư nhân tại Việt Nam phân phối với mức giá lên tới hơn 100 triệu đồng. Như vậy, giá xe Dream mới tại Campuchia dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Theo hãng, Honda Dream 2025 có dung tích 125cc và được trang bị PGMFI. Công nghệ của Honda mang đến công suất động cơ mạnh hơn và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Kết hợp giữa sự sang trọng và sức mạnh của dòng xe Honda mới. Về thiết kế, Tem xe Honda Dream 125 mới được thiết kế lại với các chi tiết nổi bật bằng vàng, bạch kim và kim cương hình tam giác, trong khi tem phía trước được thiết kế mới hấp dẫn hơn. Động cơ mới gây ấn tượng với logo Dream Chrome trên lớp sơn bóng, tăng thêm nét quyến rũ toàn diện. Ngoài ra, bảng đồng hồ và đèn pha Honda Dream 2025 cũng được thiết kế lại, đặc biệt là với thế hệ đèn LED mới nhất. Huy hiệu phía trước của Dream 2025 cũng được tinh chỉnh với một chiếc nhẫn kim cương ba chiều bóng bảy bên trong. Theo công bố, Dream mới sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 1868, 697, 1051 mm, khoảng sáng gầm 134 mm và chiều cao yên xe 751 mm. Xe có dung tích bình xăng 4 lít và trọng lượng chỉ 98 kg giúp người dùng dễ dàng xoay sở. Đặc biệt, mẫu xe số huyền thoại này vẫn dùng bộ mâm nan hoa kích thước 17 inch, với lốp trước 61 100 giờ 17 và lốp sau 70-100 giờ 17. Xe dùng phanh tăng trống, phần ống xả có thêm ốp bảo vệ mạng chrome. Bên dưới yên xe có hộp chứa đồ, mở bằng chìa khóa cơ. Hệ thống treo trên xe kép đem lại hành trình thoải mái hơn. Về vận hành, Honda Dream 125 mới được trang bị động cơ 4 thì, xi lanh đơn 124,94 cc làm mát bằng không khí. Động cơ trên mẫu xe này đã được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, FI, kết hợp hộp số 4 cấp. Ngoài cần đạp, mẫu xe số này được trang bị nút để khởi động.